nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Dạ, cũng như cái phần tiếp theo là cho kênh Tùng Nguyễn Miền Tây mến chào quý cô chú, anh chị em trong và ngoài nước. Và Tùng Nguyễn mến chúc quý cô chú một ngày mới thân tâm thật là an lạc và năng lượng đầy tích cực. Và thưa chị Huệ Hoa, hôm nay là có duyên lành em quay lại nhà chị và em nhờ chị chia sẻ với em một cái bài giáng cơ của Chúa Giêsu. Và em cũng thay mặt khán giả cảm ơn chị Huệ Hoa rất là nhiều. Và em mời chị ạ. Dạ, mô Phật. Tại vì hôm rồi năm 2023, Phật tử xin kính lễ quý cộng đồng, ơn trên và quý cộng đồng. Tại vì năm 2023, mùa Giáng sinh của Chúa Giêsu, thì có những cơ đàn để chia sẻ mà mình cũng chưa có gửi lên đây. Phật tử cũng chưa mà nói ra những điều như vậy, thì những đàn cơ của Chúa Giêsu đã giáng cơ. Tại vì năm 23 mình thấy Đức Mẹ Maria cho mình thấy rất là nhiều, với ơn trên thả tim xuống và cái cơ của Chúa cho thấy rất là nhiều. Nên hôm nay Phật tử xin chia sẻ phần đàn cơ của Đức Chúa Giêsu ạ. Và mùa Giáng sinh của Chúa Giêsu ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đàn thánh quân của Đức Cha Tô Giáo Chủ giáng tại Tòa Thánh Châu Minh ngày 15 tháng 11 Mậu Tuất năm Đạo 34. Thi: Thánh giá năm châu chiếu rạng ngời, lưu lờ tâm mùi kẻ mê chơi, ca bài kinh thánh sai mùi đạo, báo nghĩa sanh thành vẹn với đời. Tin tưởng từng quần xây giáp mối, Chúa Trời khai đạo đúng kỳ thời. Ta người hiện một đừng chia rẽ, giáng điển lễ này khắp mọi nơi. Thánh Luca báo tin Chúa ta giáng. Thánh Luca báo tin Chúa ta giáng. Thánh Luca là một trong 12 sứ đồ của Chúa Giêsu. Giờ nay thánh giáng đàn báo tin của Chúa Cha lâm đàn trong ngày lễ sinh nhật. Thánh rất mừng cho dân tộc xứ Việt tiến đến trình độ đạo đức khá cao, vậy mới xứng đáng là đại đạo của trời Cha sáng lập, không phân biệt màu da, sắc tóc, tôn giáo. Phần hình thức thì chỉ biết trọng một khối linh quan của Đức Chúa Trời, không còn trong thành kiến, tôn giáo hay một quốc gia, ranh giới nào. Chỉ có tinh thần, có một mà thôi. Thánh rất mong mỗi khi môn đồ của Chúa ta khắp cả hoàn cầu đều biết được như vậy, thì nền đại đạo sau này rất dễ dàng hiệp nhất cả ngũ châu. Trong kỳ lễ sinh nhật này, khắp cả hoàn cầu điều hành lễ long trọng, Chúa ta cùng các tông đồ hằng chiếu điển lành xuống cả thế gian cho những ai thành tín ngưỡng Đức Chúa Trời. Thánh rất mừng và để lời khen tặng. Tinh thần đạo đức nước Việt Nam vậy đồng thành lễ tiếp lĩnh Chúa ta. Ta xin kiếu tiếp lệnh thi: da màu nhân loại chớ chia phân, tô điểm vàng thời cũng xác thân. Giáo thiện phục quần quy bổn tánh, chủ tâm trở lại
chọn nguồn nhân. Thánh nền cổ vạn kim lai hiện, đạo lý đông tây hiệp nhất lần, Âu Á Mỹ Phi chung một mối, châu Nam thiện được đắc chân thần. Gia Tô giáo chủ thánh đạo Âu Châu, chân thần thượng đế ấy cha trời, khai đạo kỳ ba cứu độ đời. Kinh thánh tiên tri ghi chép rõ, ngày nay ứng hiện chẳng sai lời. Chiên lành gom lại chung chuồng ở, nhãn trắng nhập bày khắp mọi nơi. Chiên lành nhãn xa vì tẻ tách, đâu là phương hướng nghiệm xem thời. Xem thời xem thế lại xem tâm, xét kỹ nơi đâu chớ hiểu lầm. Lầm hiểu một lời sai một kiếp, kiếp này một thuở nhị ngàn năm. Lành thay dân Việt ham tu niệm, gửi bấy ngũ châu tạo quả thân, sớm chẳng ăn năn sao thọ tội. Đại đồng phán đoán chớ than thân, chớ than thầm tội lỗi bởi mình gây. Cộng thưởng công thưởng tội trừng, chớ trách thầy cuộc thế hảo ngôn. Tiêu kẻ ác lập đời thượng cổ, chọn người ngay. Giống lành mùa trúng tâm điền nở, cỏ độc cháy tiêu trận lửa này. Hỏi các môn đồ ta đã đến, đến bằng linh điện họp thời này. Thời này một chúa, một trời cha, bốn biển anh em sống một nhà. Tranh lợi, tranh quyền, tranh chiến mãi, chung ăn, chung ở mới chung hòa. Tinh thần có một, linh quang điện, vật chất đừng chia rẽ sắc gia. Hiểu gốc, hiểu căn là hiểu đạo, yêu thương nhân loại ấy yêu ta. Ta chứng lễ này kỷ niệm sanh, sanh ta phần xác lúc tam canh. Trong đêm 24 giờ dương lịch, đúng tháng 12 sự chép rành. Dân lệnh cha trời ta giáng thế, Giê-xu chuộc tội gạn thanh danh. Noel khắp cả hoàng cầu nệ, ta chứng môn đồ tâm trí thành. Giê-xu chào mừng chư môn đệ đàn trung, Giê-xu miệng lễ chư môn đồ. Nam nữ tọa thiền hầu nghe Giê-xu dạy đôi điều đạo lý. Giê-xu rất mừng cho dân tộc Việt Nam thấm nhận đại đạo ngày nay. Điển biết thấm nhận đại đạo ngày nay, biết đến cơ siêu thoát rất nhiều. Chẳng phải thánh đạo khi xưa của Giê-xu không dạy những bí truyền, tại vì lâu ngày chân truyền sai lạc. Khi ta giáng thế đúng tam thập niên, đến thọ pháp Bam Mene dưới chân Pharistin, Giê-xu phải tiệt thực 40 ngày để khỏi bị ma quỷ cám dỗ. Nhưng biết bao nhiêu điều làm cho ta siêu lòng ngã dạ. Nhưng nhờ Đức Cha Trời chiếu điển lành, ta được trọn thân tâm mới đi truyền đạo. Mỗi khi ta sát ẩn điều nào
thì ta cũng xin nhập định một lúc. Mới hiểu thấu chân truyền của cha ta chỉ giáo, đến ngày hôm nay nền tiên thiên với vai tuần trọng trách nền đại đạo, cao đài cứu thế buổi hảo ngôn cuối cùng cuối, thì chư môn đồ nữ nam muốn hữu dụng ngày tương lai thì phải cố công kiềm tâm định tánh, tịnh luyện ngôn thần, trao sửa bản thân cho thành một bộ máy tinh vi, để sau này cùng cuối thiên liên mượn sát hữu hình sử dụng ngày bình quang tam nhật ấy là ngày đại đồng phán đoán thế gian đó. Vậy chư môn đệ nam nữ nên thận trọng, ngôi chức vụ của thiên liên là quan trọng, quyết chí tu phải gắng thực hành, không nên thờ ơ với nhiệm vụ, phải thực hành cho đúng thì sau này mới được hữu dụng nghe chư môn đệ thi. Nam Mô Di Đà Phật. Những đoạn thánh kinh này thì đọc theo phần bài ngâm và thi, còn bần nữ thì xin đọc như vậy ạ, chứ không có ngâm theo thi phú ạ. Đại đạo của trời mở rộng khai, cứu chung nhân loại bụi nguy tai, ai người tỉnh ngộ mau chân bước, hỡi khách đam mê khá trở hoài, trễ một thời kỳ muôn kiếp khó, sớm lo tu tịnh hưởng lâu dài, thiên đàng tại thế sao thành lập, tất cả nhân sanh khá hiểu rài. Vậy Giê-xu có đôi lời bày tỏ, Giê-xu ban điển lành chư môn đồ nam nữ đàn trung, Giê-xu thăng. Phật tử xin đọc đàn cơ tiếp theo ạ. Cao đài tiên thiên, đàn thánh giáo kỷ niệm Chúa Giáng sinh tại thánh tịnh Ngọc Thanh Quang, ngày 1 tháng 1 năm 1969 kỷ dậu. Ta Phêrô có đôi lời chào chư môn đồ thượng đế thi, thánh đạo vang danh thọ khổ hình, Phêrô chối Chúa lúc tàn canh, bảo ân chuộc tội ta lai đáo, tin chắc Chúa trời cứu chúng sinh. Thi, kỷ dậu một năm sắp bước sang, niệm câu của Chúa cứu gian nan. Noel 68 tưng bừng quá, nhớ lại ngày này Chúa giáng phàm, giáng báo tin mừng con thượng đế, giờ này có Chúa cứu lai đàn. Vậy phải tiếp điển ta giả từ, nhân danh Cha và Con Thánh Thần, Amen. Phêrô, ta có đôi lời chúc cầu hạnh phúc cho nhân loại thi, gia phong gia tí vẽ sơn hà, tô điểm vẹn gìn giữ ái tha, giáo hóa lê dân tình chủng tộc, chủ thương hòa ái sự quan gia, gia tô giáo chủ cảm ơn chư tông đồ thượng đế an tọa để ta luận việc. Hôm nay ta đến tông đồ thượng đế để kỷ niệm ngày ta giáng trần, ta rất mừng được chư tông đồ thượng đế tỏ lòng ái mộ ta, tin kính ta, đón tiếp ta với tất cả sự chân thành kính mến, do sự cảm mến ấy hàng năm vào giờ này ta có dịp giáng cơ luận bàn việc đạo với thế nhân. Thật vậy, ta rất lạc quan để mắt nhìn về sự nghiệp nền đại đạo thật mới mẻ so với các tông giáo,
các tôn giáo đã có sự bành trướng, phổ độ và gian rộng với tất cả đất nước Việt Nam. Không hoài công trong đời của Đức Chúa Trời, chư Tông Đồ Thượng Đế đã đến hiện rõ ràng. Một tôn giáo vì dân tộc, trong khi cả thế giới đang chuẩn bị cho cuộc chiến thứ ba, thì người Tông Đồ Thượng Đế luôn kề vai sát cánh với nhân loại, kêu gọi quay về sự tình thương của Chúa để thực hiện lòng quả xanh của Chúa. Hỡi ơi, quý quá! Hân hạnh cho! Hỡi ơi, quý quá thay những ai sanh nhầm nước Việt Nam này, hân hạnh cho. Những ai sanh nhầm nước Việt Nam này, Giê-xu danh ngã tả tơi, ngôi hai giáng thế trong giờ này đây. Ta vâng lệnh Chúa Trời giáng thế, đời hạ quân cứu tế nhân dân. Hoằng khai thánh đạo tại trần, nhị kỳ phổ độ cứu dân buổi này. Dân Do Thái ngày càng nguy hiểm, đạo thánh ra thể hiện tình thương. Biết bao khổ khó nhiễu nhương, giáo đồ khổ hại, đoạn trường biết bao. Vâng lệnh cha, há nào chịu khổ, quyết một lòng cứu độ lê dân. 30 tuổi đạo giang truân, 33 tuổi máu hồng đổ loan, để ghi đậm vào trang sử đạo, ta Giê-xu dùng máu viết lên. Tỉnh người say đắm mộng vàng, đem mình chuộc tội thế gian lúc này. Bởi tình đời quá cay quá độc, bỏ ngủ lưng chẳng học can thường, quên đi nếp sống phong cương, tranh đua kình chống chiến trường diễn ra. Đã động lòng Chúa ta phán dạy, đã động lòng Chúa cha phán dạy, ta ngôi hay chỉnh lại phong cương, đem nguồn chánh đạo hoằng dương, trung ơn phổ độ, dạy thương dạy hòa, cúi hạ quân thầy ra. Cuối hạ quân thấy ra lừa đảo, cả ngũ châu lộn lạo khó phân. Đạo đời gặp lúc xoay dần, lọc lừa tiễn chọn hiền nhân lập đời. Ta hiệp với Chúa Trời độ chúng, dùng điển quang vận dụng thừa hành, quyết lòng độ tận nhân sanh, nực cười những đứa cải canh ta người. Gương của ta muôn đời còn đó, hỡi nhân duyên nhận rõ lời ta. Đạo là lý đạo hiệp hòa, Chúa con hiệp với Chúa cha độ đời. Nhắc thánh đạo đang hồi truyền giáo, sang Mỹ Âu khảo đạo dập dồn. Rẽ chia đôi phái si tôn, phân ra nhiều mạnh thay tên giáo đoàn. Nền thánh đạo truyền sang Nam Việt, lắm đau lòng chi xiết nhân gian. Dựng ra thánh giá giữa đàn, chiên non buộc phải bước ngang mạng còn. Giọt máu hồng đổ loan thánh giá, ta hy sinh giữa ngã ba đường. Gương so áp dụng chiên non, vang danh thánh đạo vẫn còn ngàn năm. Đến tam kỳ vẫn còn mới mẻ, chính Chúa Trời giáng thế nguân ba. Tông đồ Thượng Đế liệu to, quyết đem môn đệ thiên tòa về ngôi. Bởi lẽ ấy liên hồi thọ khổ, bởi tiền duyên nặng nợ buộc ràng. Tông đồ Thượng Đế liệu toan, âm mưu chia rẽ giáo tôn đành rành.
Mưu gian xảo, muôn ngàn nguy hiểm, người hữu duyên thẳng tiến bước đàn. Vô bận lắm chuyện bi quan, tông đồ thượng đế rõ ràng là đấy. Nhắc tích xưa ngôi hai giáng thế, có du gia phản chúa bán ta. Phê-rô chối chúa chối ta, ba lần không nhận khi đà tàn cánh. Nữ răng đa lòng thành trọn kính, thánh đạo dình mới chứng lòng son. Vàng mười lửa thép chẳng mòn, vang danh thánh giáo vẫn còn muôn thu. 2000 năm địa cầu thay đổi, buổi hạ nguyên ta quyết tái phạm. Hiệp cùng chúa tể càn khôn, tam kỳ phổ độ bảo tồn các ngươi. Đạo chia rẽ có ngày hiệp nhất, đạo khi vong có lúc thạnh hành. Quý thai nhãn trắng chiên lành, môn đồ ta biết nhận nhìn thân ta. Thánh đạo xưa chú già bán chúa, nay tam kỳ có đứa phản thầy. Buồn thay môn đệ cao đài, chỉ theo vật chất đắng cay vô cùng. Ta tái lâm hiệp cùng thượng đế, quyết kỳ này cứu thế độ dân. Nơi mà nền đạo đã khai sáng và cũng bất hạnh cho những ai không nhận được chân lý tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Trước kia, thời ta xuống thế, nền thánh đạo được khai sáng trong đất nước Do Thái. Trong lúc biến loạn, dân Do Thái quả ư phần vật chất, lo chạy theo mồi danh bả lợi mà mãi câu xé lẫn nhau. Nhưng không biết giữ gìn nền thánh đạo, nên phải chịu tai hại ngót mấy trăm năm dư. Sau này nền thánh giáo, thánh đạo chuyển sang La Mã. Ngày nay nền đạo, đại đạo thành hình tại đất nước Việt Nam, dùng ánh sáng chân lý đã chiếu rọi rực rỡ một vùng trời. Dân tộc Việt Nam lan dần trong thế giới là bậc hùng anh. Nếu Hồng Lạc không biết giữ gìn nền đại đạo, sẽ chịu nghiệp quả như dân Do Thái trước kia đó vậy. Ngoài ra, còn những ai cố tâm diệt tiêu tôn giáo, rồi đây chịu nhận lấy hậu quả vô cùng khốc liệt. Đến nay, buổi hạo ngôn không còn giữ được bản chất thuần lương, đạo đức, đã chạy theo thú vui vật chất, văn minh, cạnh tranh, cấu xé lẫn nhau, mạnh hiếp yếu, khôn thắng dài, mạnh được yếu thua, âm thầm chế tạo vũ khí để sát hại cùng nhau, càng ngày càng quyết liệt, chỉ vì tôn giáo là lẽ sống nhiệm màu của người dân nhiều đau khổ. Tôn giáo đã sửa lại bao tâm hồn chịu giá buốt vì chiến tranh, nên khi quốc gia nào có chiến tranh, bao tâm hồn chịu giá buốt vì chiến tranh. Nếu quốc gia nào có chiến tranh thì nơi đó xuất hiện tôn giáo. Trước kia người ta có tiên tri rằng thời trong 2000 năm tận thế, và trong khoảng 2000 năm ấy ta sẽ tái lâm. Nơi giáng phàm của ta là hai đứa trẻ đang ngồi xây lúa. Ngày nay môn đồ ta biết nhìn nhận lời tiên tri đó, duy chỉ có một phần chưa thấu nổi quan niệm ta. Người thì bảo sao có nguy cơ quy nguyên thống nhất chống đạt thành. Ta biết cảm mến như ai biết nhìn ta, nhìn sự hy sinh của ta, nhìn lại thân ta. Ta hạ mình chuộc tội cho thế gian,
Nhưng người sống trên đời này không ai không thể giáp lâm tội lỗi, cũng như hệ còn đi còn dính phải. Cũng như trước khi về hiệp cùng cha ta đã đến, ta rửa chân cho môn đồ và bảo rằng kể từ nay chúng con phải có bổn phận rửa chân lẫn nhau để khỏi phải dấp phải bụi nhơ. Trọng trượt ở thế gian này, vậy chứ môn đồ thượng đế, hãy gẫm lại lời ta mà tường tận. Dụng con một khi sinh xuống thế, chuộc tội chung toàn thể nhân loại, thân ta bao quãng đắng cay, máu hồng chuộc tội cả nhà nhân sanh, thập tự giá thân đành chịu đóng. Ta chết vì sự sống loài người, chết vì nhân quả trên đời, chết vì sứ mạng cha trời ban giao. Rồi sai con một của ta, máu hồng chuộc tội cả nhà nhân sanh. Cha nói, rồi sai con một của ta, máu hồng chuộc tội cả nhà nhân sanh. Kỷ niệm Noel mùa Giáng sinh năm 2023. Kiên Giang biển cả ngàn muốn dặm, chùa Thanh Lâm phàm có xa xăm. Noel bụi trước mùa đông gia, Giáng sinh năm nay nghĩa Chúa Cha. Tuần quần dập mỗi nơi biển cả, loạn bao tình hồng hội long hoa. Giáng sinh hồng phúc trời Nam Việt, anh linh địa cầu đến gặp cha. Kỷ niệm Noel mùa Giáng sinh năm 2023. Kiên Giang biển cả ngàn muốn dặm, chùa Thanh Lâm phàm có xa xăm. Noel bụi trước mùa đông gia, Giáng sinh năm nay nghĩa Chúa Cha. Từng quần giáp mỗi nơi biển cả, loan bao tình hồng hội long hoa. Giáng sinh hồng phúc trời Nam Việt, anh linh địa cầu đến gặp cha. Ai đi ai ở buổi chia tay, Mary cô trẻ Giáng sinh này. Mary tìm trẻ suốt đông dài, mẹ khóc ngày xưa loan đồ mau. Ở giữa đồi chiều cũng vì ai, ai đi ai ở buổi chia tay, Mary cô trẻ Giáng sinh này. Mary tìm trẻ suốt đông dài, mẹ khóc ngày xưa loan đồ mau.
Ở giữa đồi chiều cũng vì ai. Nam mô Di Đà Phật. Từng nữ huệ qua, xin kể tiếp theo một phần điển giáng mùa Giáng sinh năm 2023. Thì là có cho Phật tử và bần nữ nhìn thấy trước ngày Giáng sinh là năm 2023 này, năm 2023 năm rồi. Thì đến ngày Giáng sinh Chúa Giêsu Kitô thì có cho Phật tử và bạn nữ nhìn thấy trước một ngày. Trước một ngày á quý vị, chứ không phải trước hai ngày. Hôm rồi tại vì mình có nhận cơ điển, mình thấy Đức Mẹ Maria khóc nhiều quá ở chân đồi, khóc vì Chúa đó, cho nên bạn nữ nói là gắn cơ cho là trước một ngày, nhưng không phải. Cũng như cái ngày đó là Đức Mẹ khóc từ xa, cũng như vừa bước qua cái ngày Giáng sinh của Chúa thì mấy là ơn trên á cho mình nhìn thấy là ở trên nó là thả tim xuống rất là nhiều, thả tim xuống, thả tim xuống. Thì lúc đó cho mình thấy là thả tim màu hồng, rồi thả tim màu trắng, thả tim xuống rất nhiều. Là ngày Chúa Giáng sinh đó, ơn trên cho thấy là ở trên thả tim xuống và nhắc nhở các phần nhân sanh dưới thế gian này rất là nhiều. Thì cho Phật tử và bần nữ nhìn thấy trái tim màu trắng, trái tim màu hồng, ở trên là thả tim xuống. Như vậy thả xuống tới ở dưới đất, dưới địa đàng này cho chúng ta luôn, cho bạn nữ nhìn thấy. Hôm nay xin kể lại mùa Giáng sinh năm 2023. Nam mô Di Đà Phật. Thì khi cho thấy thả tim xong rồi, trong ngày đó, trong đêm Noel 24 Giáng sinh của Chúa, thì mình thấy Đức Mẹ Maria mặc y phục màu xanh. Thì Đức Mẹ mới là có áo tròn rộng, tay rộng áo tròn màu xanh. Đức Mẹ Maria rất là hiền lành phúc hậu. Thì thấy mẹ giáng từ nơi cung trời và là ngự đàn, thì Đức Mẹ mới cho mình nhìn thấy mẹ bay xuống mà mặc bộ y phục rộng màu xanh rất là đẹp, màu xanh da trời. Thì Đức Mẹ đến và mẹ đã khóc từ xa ngày Giáng sinh của Chúa. Thì cho mình thấy rất là nhiều và lâu. Lúc đó sát trần mình cũng khóc theo, là phần liên quan của Đức Mẹ Maria luôn. Tại vì cho mình thấy lâu lắm. Thì Đức Mẹ mới giáng xuống mà Đức Mẹ khóc từ xa. Đức Mẹ thương Chúa lắm. Giữa mẹ và Chúa, mẹ rất thương Chúa. Cho nên từ xa mà cho mình nhìn thấy mẹ khóc dài đi, là mẹ khóc cái ngày 24 đó, đêm 24 Noel đó, là mẹ khóc đó, tới mà mẹ quỳ ở chân đồi luôn. Đến khi lúc đó bần nữ cũng khóc theo mẹ luôn. Mẹ giáng xuống mẹ rất yêu thương Chúa. Thì mẹ mới nói câu mẹ rất hiền lành phúc hậu. Thì mẹ mới nói một câu là: người đời, người thế gian đã giết con của mẹ. Ở trên thiên thì Chúa là cấp bậc cao hơn mẹ. Nhưng tại vì Chúa là cũng như Đức Mẹ sinh vân, thì Chúa là xuống thế, cũng như là dân lệnh để là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thì khi đó Chúa xuống thế, Đức Mẹ là Đức Trinh Nữ sinh vân. Cho nên là ở trên cung, ở trên thiên thì Chúa là cao phẩm hơn mẹ, nhưng mà xuống trần
thì dầu sao cũng là từ máu thịt của Đức Mẹ Mary tại xác trần. Cho nên vì cái thương cảm đó, sự thương cảm đó mà Đức Mẹ yêu thương Chúa ngàn đời, đã không biết trải qua bao nhiêu năm, mấy ngàn năm, nhưng mà mình thấy vẫn như in. Năm nay Đức Mẹ cho mình thấy rất là nhiều. Mẹ khóc từ xa, mẹ yêu thương Chúa, mà mẹ khóc tới chân đồi là mẹ quỵ xuống đó luôn. Mẹ quỵ ở chân đồi ở đó luôn. Quỵ ở chân đồi chiều ở đó đó. Cũng như mẹ rất hiền lành phúc hậu, nhưng mình thấy Đức Trinh Nữ Maria nói là mẹ thở than. Mẹ nói là vì người đời giết con của mẹ. Cái tấm lòng của mẹ vẫn gọi Chúa là con, đó là xác trần, còn linh quan là gọi là Chúa Trời. Thì Đức Mẹ là Trinh Nữ Sinh Dân, Đức Trinh Nữ Sinh Dân. Nhưng mà mẹ thở than, mẹ nói là người đời giết con của mẹ, mà mẹ khóc, mẹ quỳ ở chân đồi cao luôn, cho mình nhìn thấy như vậy. Rồi á, cái sau năm nay Đức Chúa Trời cho mình thấy rất là nhiều. Thì Phật tử ở ngôi gia này, ở nơi đây, thì lúc đó mấy thấy Đức Chúa Trời á, cũng trong 20 năm 23 này luôn, thì mình có nhận như vậy, mình kể cho là trên quý cộng đồng để nghe lại chung. Thì Phật tử bần nữ nhìn thấy là Đức Chúa Trời từ trên cao giáng xuống, thì là lại kêu mình thức dậy đi. Nhưng mà lúc đó mình cũng rất khổ, mình nghĩ việc trời và Chúa mình cũng là rất khổ. Thì lúc đó mình thấy Đức Chúa Trời đến kêu là thức dậy đi, sáng rồi, kêu như vậy đó. Thấy giáng xuống là tới cái giá giọng của mình luôn, tại vì mình không có ngủ mùng chiếu, rồi là ngự ở trên đó. Phật tử ở trên cái giá giọng đó thì thấy Đức Chúa Trời giáng xuống đó, giáng xuống phần ở trên giá giọng, thì phần phía trên của giá giọng Đức Chúa mới nói, nhưng mà nói trên chứ cũng gần chứ không có xa lắm, mình nhìn thấy cũng gần gần như 1 mét 2 mét trở lại thôi. Phần trên giá giọng như vậy, Đức Chúa Trời giáng xuống mình thấy cỡ khoảng hơn 1 mét 2 mét trở lại à. Thì mình nhìn lên thấy Đức Chúa Trời nói là thức dậy đi, sáng rồi. Thì mình nhìn lên chân trời mình thấy cỡ khoảng 5 giờ. Lúc đó cỡ khoảng 5 giờ vậy đó. Dạ. Đức Chúa mới là kêu như vậy. Quý chị Tâm cho em được hỏi là... Huệ Hoa. Huệ Hoa. Mình là Phật tử Huệ Hoa. Dạ, chị Huệ Hoa cho em hỏi là... Dạ, mô Phật. À, Đức Mẹ Maria làm sao mà khóc mà nói là người đời giết con của mẹ là lý do làm sao? Em mong chị qua kể cho mọi người nghe. Khi mình thấy Đức Trinh Nữ từ trên cao bay xuống, mặc cái bộ y rất là đẹp, y rộng nha. Mẹ mặc áo tròn mà rộng, màu xanh da trời, xanh nước biển, xanh da trời gì vợt vợt đó. Thì thấy mẹ giáng xuống. Mẹ giáng xuống là ngay chân cái ngày 24 luôn. Đó. Mà trong khi đó trước tiên sơ khởi là mình thấy trên trời thả tim xuống rất là nhiều. Thả tim xuống màu hồng, màu trắng, màu hồng thả tim xuống nhiều lắm. Lúc đó huynh đệ có hỏi, trên kênh YouTube có hỏi, thì mình cũng có nói qua một đoạn mình có kể đó. Mình nói ơn trên thả tim xuống rất nhiều, nhưng con không thả tim về cho cha mẹ, không thả tim về cho Chúa. Lúc đó là mình có kể trình lại cái ngày 24 đó. Cho nên mình thấy Đức Trinh Nữ là xuống, Đức Mẹ mới xuống vì ngày Giáng sinh của Chúa. Rồi mình thấy Đức Mẹ mới trở về và thở than thương yêu Chúa. Mẹ nói gì? Nhân quả của loài người, vì Chúa là đấng cứu chuộc, cho nên Chúa mới xuống. Nhưng mà Đức Mẹ sinh dân, dầu sao cũng xương máu thịt của mẹ, dầu sao cũng là ngày xưa ở nơi đó là Chúa đã xuống thân. Mẹ đã có hữu hạnh hữu duyên để biết Chúa, và Chúa xuống làm người phàm. Đức Mẹ là Đức Trinh Nữ Sinh Dân, cho nên Đức Mẹ mới là người gọi là vô nhiễm mà nguyên tội đó ạ. Đức Mẹ vô nhiễm mà nguyên tội. Mình thấy Đức Mẹ thương Chúa lắm.
mà Đức Chúa thì thương nhân loại. Yeah. Đức Chúa thọ lĩnh trời để mà xuống cứu chuộc cho loài người. Rồi đó, khi đó mình thấy Đức Chúa Trời kêu, Đức Chúa Trời kêu như vậy, thì sau này Chúa cho mình thấy là cái dòng gai nghiệp lực là ở trên biển. Yeah. Biển thì gọi là cái biển trần này nè. Nhưng mà Chúa cho mình thấy ở ngay ship Ba Tàu, Gò Quao, Kiên Giang, chợ Nhà Ngang á, cho mình thấy là gần cái chợ Nhà Ngang, Gò Quao, Kiên Giang nè, thì mình thấy đó là ở nơi đó đó có một cái là cái dòng gai nghiệp lực mà sấy ở đó đó, sóng thần á, mình thấy là kéo đen trên bầu trời á, Chúa mới bồn, Chúa nhìn xuống, thì mình nhìn lên thấy Chúa ở trên mặt nước đó cũng là cỡ khoảng là 2 mét, Chúa mới nhìn xuống cái dòng gai đó, Chúa rất đau khổ, Chúa trầm ngâm, Chúa buồn, mà Chúa ở trên đi tới đâu thì mình thấy Chúa đi ra, đi tới đi lui cái hướng chợ Nhà Ngang đó đó, cái sông Ship Ba Tàu đó đó, thì ở cách chợ Chúa mới đi ra gần tới chợ, gần tới chợ thì Chúa cho mình nhìn thấy rất là lâu là cái dòng gai nghiệp lực ở đó đó. Lúc đó mình có kể cho là quý cộng đồng nghe đó, là cái dòng gai nghiệp lực nó cứ sấy hoài trên mặt nước mấy ngàn năm cũng không có mất luôn. Yeah. Lúc đó là Chúa cho mình thấy lâu lắm. Cái dòng gai đó ngày xưa đó là chụp nó đội lên nó là chảy máu đó. Cái dòng gai đó sau này Chúa còn cho mình thấy đó là vì là Chúa chịu thương chịu khổ, cho nên nó cái trái tim của Chúa còn bị dấu đâm ở đó, đó. Còn bị dấu đâm đó, coi coi là Chúa có chết chưa đó. Cho nên đến đời Phật Thầy á, Đức Phật Thầy là tái, gọi là Đức Phật Thầy Tây An đó, ở chùa Phước Điền Tự đó, lúc đó mình về hội lễ chánh, thì ở trên đó Đức Phật có cho mình thấy Đức Phật ngự ở chùa rất lâu, ở trước sân chùa, ở cái đài hoa sen trắng ở chùa Phước Điền Tự chạy ruộng đó, thì Đức Phật có cho mình thấy Đức Phật dịnh vô trái tim. Dịnh vô trái tim á, là rất là lâu, cũng vì chúng sanh mà Đức Phật mấy trở lại thế, Đức Phật mấy có hiện hữu ở thế gian. Thì mình thấy Đức Phật Thầy Tây An cũng ốm mà, chứ không có mập. Thầy về mần ở đó Đức Phật ốm mà, mà Đức Phật ngồi lót ở trên đó từ tấm gạch vậy đó. Thì Đức Phật mới nói là dịnh vào trái tim, mới nói là ngày xưa Đức Phật đã trải lòng, nói ra đưa cái tay ra cho mình thấy dịnh ở trái tim rất lâu, và là dịnh ở trước ngực chỗ trái tim, mới đưa cái tay ra cho mình thấy, nói Đức Phật đã trải lòng. Thì đến kỳ Chúa Giêsu Kitô đó thì mới cho bần nữ thấy là ngày xưa là còn lấy cái dấu đâm vào trái tim của Chúa vào đời là Chúa Giáng Sinh. Còn đến khi đời Phật là mình cũng thấy Đức Phật Thầy Tây An dịnh vào trái tim như vậy. Đức Phật nói và chậm rãi, và cũng là rất là buồn, bởi vì hôm nay là đã chu kỳ là đến cái giờ là trời nhĩ định, đến thời kỳ tam nguyên tuần hoàn lặp lại, bước sang thượng nguyên, thì Đức Phật trầm ngâm và có kể cho mình là nghe như vậy. Cho nên á, lúc đó cho Chúa Trời cho mình thấy qua như vậy, rồi cái dòng gai nghiệp lực nó cứ sấy hoài ở Ship Ba Tàu vậy đó. Mà cái sông Ship Ba Tàu đó đó, ngày xưa chìm ghe thuyền ở đó rất là nhiều, có ngập cặp ngỗng thần á, gọi là bây giờ mình cũng không dám kêu bằng ngập cặp ngỗng thần, mình kêu là đôi thiên nga. Tại vì khi đó mình thấy Chúa cho mình thấy cái dòng gai ở nơi đó đó, là sau này Chúa mới cho mình ở ơn trên, mới cho mình thấy lại một lần nữa, cũng như cái Ship Ba Tàu đó, ngày xưa người ta bị chìm ở đó rất là nhiều. Ngay chỗ đó phải Gò Quao, Kiên Giang luôn. Dạ đúng à, rồi, nơi đó là gọi là Ship Ba Tàu, mà gần chợ Nhà Ngang đó là huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đó. Cái ship đó ngày xưa đó người ta bị là chìm chết ở đó rất là nhiều, sống lưỡi búa không á. Nếu như mà thấy cái đôi thiên nga đó đó, cặp ngỗng thần đó, cặp ngỗng trắng đó đó, nổi lên sông đôi là đi re trên mặt nước, rồi là vô bờ không có kịp, là bị chìm. Ở Vĩnh Tiến này nè, ở quê mình nè, là bị chìm ở đó là chết đó. Rồi người còn sống lại là bị là cũng bị là
ảnh hưởng, mà bây giờ người đó cũng chết luôn rồi. Hồi trước đó chết rồi trở về đó là chết tại ship ba tàu, tại vì vô không có kịp, sóng đánh rồi chết luôn rồi. Mà người ta mình cũng nghe thường á, là người trước á nói là nếu như mà thấy cái cặp ngỗng đó nổi lên á là sóng lưỡi búa đi tới là không có kịp. Và hiện giờ ở ngã tư Vĩnh Tiến này nè là người ta còn sống á, người ta kể lại và người đó bây giờ còn sống làm phước rất nhiều, còn chung chuyến đi cũng có người bị chết, bị chết ở đó. Còn cái vị này là còn sống lại ở tại ngã tư Vĩnh Tiến này nè, hôm rồi có kể nè, có kể về bị chìm thuyền ở cái ship đó nữa. Có sao tự nhiên cái cho mình thấy dòng ra nghiệp lực ở đó đó. Mà cái việc đó mình cũng đâu có nghĩ ship ba tàu việc đó như vậy đâu. Mà mỗi lần mình thấy đi ngang đó thì hồn thiên là trình cửa Long Dương mấy qua. Cái hồn thiên mình biết cái lực á, biết lực á, cho nên khi đến đó là trình cửa Long Dương rồi mấy qua. Cho nên không có bị sống. Bần nữ cũng có đi ngang đó nhiều lần mà không có bị sống. Và các vị hữu đạo, các vị đại đức kia có đi ngang nữa bằng cái thuyền nhỏ mà không có bị sống, không có bị chìm gì chứ. Các vị đại đức cũng có đi thường ngang nơi đó đó. Cũng như người ta mới gọi là cặp ngỗng thần đó. Bây giờ mình gọi là đôi thiên nga, tại vì có cho mình thấy cao dữ lắm, cao cỡ 2 mét cao lúc đó. Mình thấy cao dữ lắm, hôm rồi mình kể kỹ đó, cỡ là 1 mét rưỡi 2 mét gì đó, lúc đó mình kể đó. Cái cặp thiên nga. Mình kể năm rồi, đúng rồi, cặp ngỗng trắng đó. Là bây giờ mình không có dám kêu là ngỗng nữa, mà mình kêu bằng đôi thiên nga. Tại vì cho mình thấy kỹ lắm, lâu lắm. Cho thấy hàng là cũng có khúc sông đó, cũng cái đường mà ở ship mà đi lại gần chợ nhà ngang đó. Thầy đi sông đôi luôn, cho mình thấy xong mà đẹp quá chừng, mình nhìn lại trời nguyên một cặp ngang đi sông đôi đẹp dữ lắm luôn, mới gọi là thiên nga, là ngỗng trời mà. Mình nhìn thấy đẹp quá chừng, đẹp nó trắng ngang, trắng bạch luôn vậy đó. Đẹp dữ lắm chứ không phải ngỗng thường như mình đâu. Mình thấy chỗ nào cũng vậy, ngang trắng đẹp dữ lắm luôn, mặt cái chân cao ở trên đi re ra trên mặt nước vậy đó. Dạ thưa chị, là hiện tại bây giờ cặp ngỗng nó còn không chị? Cặp ngỗng đó đó là người ta thấy ở khúc sông đó đó. Mà nói nếu như nổi lên nó là sóng lưỡi búa dập tới, thuyền vô không kịp. Cho nên người ta cũng cúng rất là nhiều. Cúng hồi trước bị đắm thuyền ở đó nhiều lắm đó. Rồi người ta cúng á, người ta cúng ở cái sông đó đó. Còn mình đi ngang mình trình rồi mình mới đi qua. Bây giờ mình mới gọi là đối thiên nga, không biết làm sao đó là năm gọi cho mình thấy như vậy. Thấy mấy ngàn năm mà cái dòng gai nghiệp lực cũng vẫn còn. Cái dòng gai nào phải dòng gai của Chúa? Dòng gai chụp lên đầu đợi Chúa đầu chảy máu Chúa đó. Không? Cho nên vì đó là vì nghiệp quả của nhân sanh. Cho nên cái gọi là quả kiếp chưa mất. Chưa có mất á. Nhưng mà tại sao? Thành ra cái dòng gai nghiệp lực mấy ngàn năm mà vẫn còn. Ngày nay thì mình thấy ngay cái ship ba tàu đó đó. Nhưng mà lại sao lại xuất hiện ngay chỗ đó chị quay qua? Mà qua được cái đường đó, qua được sống qua không được chết đó. Bởi vì có cặp ngỗng thần ở đó đó. Đánh một cái ngang chìm thuyền mà xả nút áo hết trơn. Vừa chết đó, người còn sống lại là bị xả nút áo chết luôn. Làm mấy tấp vô chợ đó người ta mới cứu, bây giờ còn sống. Vậy đó bây giờ làm phước rất là nhiều. Và tin tưởng ông bà. Xả nút áo là sao chị? Sống đánh đó. Sống đánh chết chìm. Rồi xả nút áo luôn. Đó. Sống quá chừng. Thấy nói là sống lửa búa ăn cao nha. Có cao mà nhìn lại nha. Ở trên đọt cây á. Cao theo cái gặng cây đó hen, mà cao lên trên đó như vậy. Thấy sống như gọi là sống thần đó. Nó nhìn lại quá chừng cao luôn rồi. Bắt đầu chỉ nói cái người lớn đó đó mới biết, mới bụm miệng lại. Không cho nói. Bụm miệng lại không cho nói. Thì sống tới đánh chìm hết trơn luôn. Còn cái vị này là bị xả áo hết trơn. Xả áo hết trơn mới chết chìm xuống dưới á. Chết chìm xuống dưới mới gặp bà già. Gặp bà già. Bận đồ bà ba đó. Thì lúc đó là vị đó có kể lại đó, có kể lại năm rồi đó, năm 23 đó. Vị đó là bị chìm tại đó, bây giờ hiện nay sống là ở ngã tư Vĩnh Tiến này nè. Mấy là kể đó, là nói hang khi chìm xuống dưới thì lại gặp bà già. Gặp bà già hình như nói là bận áo bà ba trắng quần đen hay gì đó. Thì gặp bà già ở dưới đưa lên. Rồi bà già mới vuốt, vuốt mặt, vuốt mũi lia lịa chứ, không biết lội. Không biết biết lỗi, sống đánh chìm xuống dưới mà sống đó. Sống lại được đó. Mà chìm xuống dưới còn gặp bà già nữa.
là bà già ở đâu giữa sông, khi sống thần ở đâu giữa sông, còn mấy người kia chết hết trơn rồi. Rồi cái ông dượng đó đó, cái bà gì đó thì chết rồi. Rồi cái ông dượng đó đưa đi chở nhà thương về cũng chết luôn, bị sặc máu. Dạ. Nhưng mà cái năm đại nạn đó là năm mấy vậy chị Quỳ Quang? Hồi trước cũng lâu rồi, cái vị đó có kể là năm á là gành dữ lắm luôn đó. Lúc đó mình đi qua bển cùng một kênh YouTube á, là tại vì bữa đó mình mới đi ngang xếp Ba Tàu, rồi mình mới ghé hỏi luôn, thì cô ấy có kể lại, là cô chủ nhân đó có kể lại rất là kỹ luôn, rồi kênh YouTube có quay đó, trên kênh Phôi Hoàng Hưng Thiện có quay á. Cái cô giờ còn sống không nha? Còn hiện giờ thì cũng rất là phúc hậu, cũng được hưởng cái phước đức, cũng giàu. Và là người ta bây giờ người ta biết á, người ta phúc hậu lắm. Ở ngay ngã tư Vĩnh Tiến mình, ta cũng làm phước nhiều lắm ha. Dạ đúng rồi. Lần đó đó là vị đó còn sống lại đó. Rồi mới đem vô chợ Nhà Ngang đó đó, làm cái còn sống đó. Mà sao ngộ một cái, lúc đó còn nhỏ tuổi à, mà cũng lâu lâu rồi, hồi trước lâu rồi, còn nhỏ tuổi à, không biết lỗi, mà chết chìm xuống dưới thì sống. Còn mấy người kia chết hết chứ, cũng chết chìm chứ còn gặp bà già nữa chứ. Chìm xuống rồi không biết lỗi chứ, mà gặp bà già bà đưa lên, bà vuốt mặt ngang lia lìa hết chứ. Bà vuốt mặt, bà vuốt mặt rồi bà móc, rồi bà móc miệng rồi bà vuốt mặt. Vậy đó, cũng như mà cái người mà người ta chìm xuống biển người ta gặp được cá ông vậy đó. Cũng như hôm cái năm cơn bão biển ở Gạch Giá mình cũng có kể vậy đó. Kể nó chìm xuống dưới gặp gì nhớt nhớt, thấy cái gì đen đen, hay là gặp ông cụ già vậy đưa lên là đưa vô tới bờ biển luôn đó. Rồi bây giờ cái, cũng như cái người đó lên kể lại, lên cạo đầu luôn là sống đó. Nói làm như gặp ông già vậy đó đưa vô, nhưng mà người ta nói là cá ông đó, bị đắm thuyền cái cơn bão số 5 đó ở Gạch Giá mình nè. Đó là có thiệt luôn hả? Dạ đúng rồi, đưa vô bờ biển luôn nè, rồi người ta mới kể, rồi người ta cạo, người ta xuống tóc luôn. Người ta mới sống, người ta mới kể, đưa chị vô. Chị cũng linh thiêng quá ha chị? Dạ, cũng như mới nói là bà cậu đó, gian giái bà cậu đó. Dạ. Ở gần chỗ mình nè, có cặp sóng thần ở đó đó. Mà người ta nói, bởi mới nói là sóng thần, khi nổi lên là sóng lửa búa không, vô không có kịp. Rồi sao lần mấy ngàn năm rồi cũng như lâu rồi, sao tự nhiên năm rồi á là cho mình thấy là cái dòng lai nghiệp lực ở đó đó. Có nghĩa là cái sông đó đó qua được là sống, qua không được là chết, như lực chuyển hóa long qua nè. Mà mình qua được á thì mình gặp cha, gặp rồng, gặp cha, gặp chúa. Mình qua không được thì chuyển hóa long qua mà mình không có còn. Sao giống mấy cái ông tiêu mà ông canh cửa vậy ạ? Thế sao? Canh cửa là cũng như là cái người hiền thì qua được. Mà dạ đúng người, rồi, cái cửa Long Dương đó đó. Cái người ác thì chị em biết nhiêu á. Đúng rồi, cái cửa mới gọi là cửa Long Dương. Mỗi lần mình đi ngang là cái hồn thiên mình chỉnh cửa Long Dương á. Mình chỉnh rồi mình mới qua. Người ta bị chìm ở đó rất là nhiều luôn. Nhưng dạ thưa chị, quê qua là chị đi là bằng du di hay là cái xác của mình luôn? Hữu hình luôn. Hữu hình. Tại vì hả? Ở đây ở quê tôi mà. Dạ. Đây ra chợ đó cũng không có xa. Tại vì còn trong tỉnh Kiên Giang á. Huyện bên nay rồi mình ở huyện U Minh Thượng, thì huyện Vĩnh Thuận cũ đó quý vị à, là thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Trung Trực, thành phố Gạch Giá, thì ở bên đó là huyện Gò Quao, cái xếp Ba Tàu đó. Gò Quao là chỗ hồi trưa em đi ngang đó đúng không chị? Dạ đúng rồi, chợ Nhà Ngang đó, mình có qua cái chiến phà đó. Dạ. Có nghĩa là cái cửa Long Dương có cặp sóng thần á, mình qua được là mình hữu hình á, mình qua được á thì mình không chìm, qua không được chìm. Dạ. Còn chuyển quá long qua dòng giống rồng tiên trở về được á thì mình qua không được là mình đứt. Qua không được tới là nói là gặp lập đời trở lại không còn người ta đó. Qua không được là mình bị xui á. Cho mình thấy cái dòng gai nghiệp lực ở đó, xoáy ở khúc đó đó. Nhưng mà em thấy cái dòng sông nó đâu có lớn đâu chị. Dạ đúng rồi. Cái dòng sông đó bình thường sóng lặng gió yên không có lớn hiện quả. Mà người ta bị đắm thuyền ở đó rất là nhiều. Ngộ hay chị? Rồi cái mình hồi đó thì còn nhỏ tuổi, mình đâu có biết cạnh đâu. Tự nhiên bây giờ tái hiện lại cho mình thấy. Tái hiện lại cho thấy là cái dòng gai chụp đội lên đầu chúa. Và cái ngập cặp sóng thật mà chúa buồn lắm. Chúa nhịn dòng gai chúa buồn lắm. Còn cái dòng gai nghiệp lực còn ở nguyên. Rồi mình thấy cặp ngỗng đó thật là đẹp luôn á. Trắng. Mấy gói gọi là thiên nga ngỗng trời đẹp lắm chứ không phải như là ngỗng mà vàng vàng đục đục lông đục đục đâu, trắng như bông gòn vậy đó, chân cao. Đúng rồi, cái gì giờ bây giờ người ta còn sốc kìa, người ta cũng nói trắng, thấy trắng như vậy đó, bông gòn. Đúng rồi, chân cao mà đi sông đôi, đi ghe 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 trên mặt nước vậy đó. Ngộ hết biết luôn rồi. Còn mình đi qua lại là đi hữu hình ngang,
Còn bữa đó cho mình thấy là cái cặp đó đó, bởi vì mình qua mình đâu có thấy cái cặp đó đâu, phải thấy cặp ổng đó là mình bị chìm mây. Mỗi lần mình qua mình nhìn cỡ lắm vô, mình qua mình không có bị sóng gió, mình không có thấy hữu hình như vậy. Nhưng mà có cho nhận thấy về Du Di là cặp đó đi lên sông Đôi cao đẹp vậy đó, cái chân vàng ngăn đi ra ra trên mặt nước, em mới cái gọi là thánh thần đi. Không phải như kiểu lậu chậm chậm như dịch ngỗng đời mình đâu, ta đi ra ra trên mặt nước á. Nhưng mà theo chị hiện giờ người ta còn sống kìa, người ta kể đó, nhưng mà ta bị trong cái việc đó đó. Thưa chị, và cũng như hiện tại bây giờ là cái cặp sóng thần và ngay chỗ đó vẫn còn bị nạn bình thường không hay là hết rồi chị Tâm? Bây giờ người ta biết á, người ta cúng kiến rất là nhiều. Yeah. Bây giờ thì ít. Còn cái đời tôi á, thì khi trước nè người ta chìm tôi biết á. Người còn, ta chìm người ta chết ở đó, cái chở về. Tâm nhận chở về rồi, còn cái người bị khật khờ bây giờ cũng biết luôn. Quệ qua. Còn chị quệ qua thì nhận cơ đó khi nào? Năm rồi, năm 23 kêu tôi rất là nhiều. Dạ. Yeah. Thấy cha kêu, rồi Chúa kêu, mẹ kêu, Đức Maria kêu, Phật Bà Quan Âm kêu. Rồi các vị thánh thần kêu, giống như là cái năm hội cộng đồng của ân thiên vậy đó. Yeah. Của tổ tiên ông bà củ quyền vậy đó. Kêu mình đúng năm 23 rất là nhiều. Yeah. Còn hồi trước chỉ chuyển cho mình tu và biết những việc nọ việc kia tới đây như vậy thôi. Còn năm rồi kêu năm 23 rất là nhiều. Dạ. Yeah. Dạ thưa chị, Huệ Hoa là cũng như cái clip này cũng dài rồi. Thì em thay mặt khán giả cảm ơn chị Huệ Hoa rất là nhiều. Có những bài nói quyền cơ rất là hay. Và một lần nữa thì kênh Tụng Nguyễn Miền Tây mến chào quý cô chú và hẹn quý cô chú ở clip sau của chị Huệ Hoa. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chứ để mình nói thêm đoạn này, cái có lần đó đó, mình thấy là Đức Mẹ Quan Âm á, đi về bên Phật á, thì Đức Mẹ mặc áo trắng. Mà sau Đức Mẹ về bên nhà trời á, Đức Mẹ nói phụng sự cơ thiên, thì Đức Mẹ mặc lại giống hệt Đức Mẹ Maria vậy đó. Yeah. Mặc lại màu xanh, cũng rộng vậy đó, nhìn thấy giống Đức Mẹ Maria vậy đó. Khi Đức Mẹ Quan Âm mà về nhà trời á, là mặc y màu xanh giống Đức Mẹ Maria. Còn Đức Mẹ bay ra đi cứu độ, Đức Mẹ là Phật á, thì Đức Mẹ mặc y trắng hết. Mà rộng, Đức Mẹ bay đi cứu độ chúng sanh. Yeah. Rồi có lần đó Đức Mẹ cho mình thấy bận nguyên một bộ y vàng rất là đẹp luôn. Thì mẹ có đội mão, mẹ có đội mão, nhưng mà ơn trên cho từ từ cái mão lớn lên. Dạ, yeah, mão quá hả chị? Dạ, cái mão lớn lên. Cho nên lần đó cái kêu mình đi về, mình đâu không gành việc mão, mình thấy Đức Mẹ đội một lần. Cái lần đó cũng năm 23 này nè, mấy kêu mình đi vô trong ruột Thiên Cấm Sơn á, cái dìu cái chân linh mình đi ngang, chứ không phải là mình đi bằng xác hữu, dìu chân linh mình đi, cái đầu đi đến vô ruột Thiên Cấm Sơn, thì mình thấy ở trong đó đó, quý ông mà trong nơi Thiên Cấm Sơn ở ruột năm non đó, thì mới là xong mà đưa cho mình cái mão, mà giống như là mão ngọc bích vậy đó. Mẫu màu trắng có tầng lên như vua cha, cũng như cái tầng mà đời mà Đức Vua Hùng mà đội có tầng lên vậy đó. Cũng như mình nói ví dụ vậy đó hen, ví dụ như là kết có tầng lên vậy đó. Nhưng mà mình biết đó là mẫu bằng ngọc bích trắng mà chiếu